cha mẹ hiền lành để đức cho con. Muốn con cái được hưởng phúc báo, cha mẹ hãy sống thiện tâm. Kính thưa quý vị, Lão Tử nói, thiên đạo vô thân, duy thân thiện nhân. Tạm dịch, đạo trời không thiên vị, thường giúp người thiện lương. Có rất nhiều thứ, đôi khi người ta có thể mang cho chúng ta, nhưng phúc báo của chúng ta không nhất định có thể có được nó. Nếu hiểu được đạo lý này, cuộc sống của chúng ta sẽ giảm bớt được rất nhiều đau khổ và phiền muộn. Có rất nhiều người đi phá thai chỉ vì một nguyên nhân, sợ không nuôi nổi con. Với họ, nuôi được nổi một đứa con đã là việc vô cùng vất vả, chứ đừng nói sinh thêm một đứa nữa. Trong tiềm ý thức chúng ta đều cho rằng đứa trẻ này là do tôi nuôi lớn, gia đình này là do tôi gánh vác chống đỡ. Kỳ thực không phải như vậy. Trước tiên chúng ta nên hiểu một đạo lý quy luật của vũ trụ. Mỗi người khi sinh ra đều có phúc báo riêng của mình. Khi một đứa trẻ tấn đầu thai là mang cả phúc báo của trung tướng. Nhìn bề mặt ta thấy rằng cha mẹ đang nuôi dưỡng chúng, nhưng trên thực tế là phúc báo của bản thân đứa trẻ đang nuôi dưỡng chúng. Một sự việc cuối cùng có thể đi tới thành công là phúc báo của tất cả mọi người chung sức tạo nên, chính là sự tích lũy phúc báo chung của mọi người. Ác nghiệp cũng lại như vậy. Hiện nay, trong khi môi trường đang bị phá hoại một cách nghiêm trọng, mỗi người chúng ta đều đừng nên đi trách móc người khác, bởi rằng mỗi người chúng ta đều là một nhân tố tạo nên điều đó. Khi chúng ta sử dụng túi ni lông và tất cả những sinh hoạt hàng ngày đều đang sử dụng những sản phẩm có liên quan tới các loại hóa chất, việc sử dụng hàng ngày đó của chúng ta mỗi ngày chính là điều đang phá hoại môi trường. Đạo trời không có tình thân, cũng không thiên vị bất kể một ai. Cho dù đó là con của bạn, bạn cũng không thể truyền phúc báo của mình cho chúng. Mỗi người đều có số mệnh riêng của mình. Có rất nhiều người không hiểu được điều này, vì muốn con thành thiên tài nên tìm đủ mọi cách để con được học tập trong trường nổi tiếng. Kỳ thực điều trước tiên cần xem xét đó là đứa trẻ đó có số mệnh trở thành thiên tài hay không. Cũng giống như việc nuôi một đứa trẻ, cho dù tiền dùng chi tiêu cho chúng là tiền của cha mẹ chúng, nhưng hao tổn lại là phúc báo của bản thân đứa trẻ đó. Có đôi khi cha mẹ có thể cung cấp, có thể mang lại cho đứa trẻ nhiều tiền bạc của cải, nhưng mệnh của đứa trẻ đôi khi không nhất định có thể tiêu. Vì chúng ta cần xem số mệnh của đứa trẻ đó có hay không. Đây chính là đạo lý thiên đạo vô thân. Có người nhất mực yêu thương con cái tới mức cho rằng có thể chi càng nhiều tiền nuôi con càng tốt. Kỳ thực, nếu bạn tiêu nhiều tiền quá mức cho con, ngược lại sẽ càng làm con tổn càng nhiều phúc báo của chính chúng. Sau khi mất đi nhiều phúc báo, lớn lên đứa trẻ đó sẽ không có thành công cũng như là tiền đồ danh vọng. Vì vậy, chúng tôi thường khuyên mọi người, khi con đến tuổi đi học, hãy để chúng học tập trong điều kiện như mọi người bình thường. Vận mệnh của chúng có thể đi theo con đường học hành thì sẽ tự có được. Hãy để mọi thứ tùy kỳ tự nhiên. Nếu như đường đời của chúng không thể theo sự nghiệp học hành, thì dù bạn có tìm cho con người thầy tốt nhất cũng vô dụng. Cổ nhân xưa vẫn thường mời thầy về để mà dạy dỗ con cháu. Tuy nhiên, điều họ làm khác biệt rất lớn với con người hiện nay. Trước đây, khi mời thầy dạy cho con, người thầy đó phải dạy học trò của mình về nhân phẩm, nhân cách làm người. Tiếp sau đó mới dạy về kỹ thuật, phải làm một bài văn như thế nào, cách viết một bài thơ ra sao. Con người hiện nay thì không thế, không dạy con về nhân phẩm, cũng như là nhân cách làm người. Những thứ dạy con đều là về kỹ thuật, do vậy mới không có nhiều ý nghĩa. Người xưa dạy, lưu lại của cải cho con cháu, chúng cũng không giữ được. Lưu lại sách vở cho con cháu, chúng cũng không đọc được. Chỉ có lưu lại âm đức cho con cháu mới là lối ra cần thiết nhất cho chúng. Điều bạn cần làm trước tiên là hãy gieo trồng ruộng phúc, tích đức làm việc thiện, thì sau này tự nhiên con cháu sẽ tự có phúc báo. Nếu hiện tại bạn không tích đức hành thiện, tiền bạc có được là không chính đáng, thì sau này con cháu sẽ cơ cực, sẽ chịu nghiệp tích lại từ bạn. Người xưa cũng dạy, nhất đại tố quan cửu đại quan. Tạm dịch, một đời làm quan, chín đời chịu oán. Tại sao lại nói như vậy? Nguyên nhân là nếu bạn làm một vị quan tốt, lo nghĩ cho dân, cho nước, thì
thì chính là tích phúc báo lớn cho con cho cháu sau này. Còn nếu như bạn làm một vị quan không tốt, chiếm hữu của công thành của tư, mượn công danh để mà mưu đồ bất chính thì chính là đang tạo nghiệp, và điều lưu lại cho con cháu đều là nghiệp chướng, tổn phúc báo của con cháu, và tới tận chín kiếp sau này con cháu đều phải làm trâu làm ngựa để mà trả nợ cho những ác nghiệp tích lại đó. Mỗi khi họ đang nói chuyện qua điện thoại hoặc đang xem chương trình yêu thích trên truyền hình, điều họ mong muốn nhất ở vợ đó là không bị quấy rầy. Nghe thì có vẻ đơn giản, song không phải người vợ nào cũng biết và thực hiện được điều này. Ngoài ra, mỗi lúc người đàn ông cần một đối tượng để chia sẻ tâm tình. Tất cả những gì họ mong đợi ở vợ mình là biết lắng nghe và thấu hiểu. Một trong những điều kinh khủng nhất với phái mạnh đó là ở bên một người vợ nhiều lời. Về tới nhà là cằn nhằn, ra tới ngõ là buôn chuyện. Vậy nên trong mắt họ, một người vợ biết điều đơn giản là người không làm phiền khi họ đang làm việc khác, im lặng lắng nghe khi họ cần một nơi tâm sự, chứ không phải nhanh nhẩu đưa ra lời khuyên. Điều tưởng chừng như đơn giản này lại chính là yếu tố quan trọng mọi người vợ cần phải ghi nhớ để mà đảm bảo duy trì quan hệ vợ chồng êm ấm, lành mạnh, tránh được cuộc tranh cãi vì những chuyện không đâu. Chú ý tới những nỗ lực của anh ấy và thể hiện sự trân trọng điều đó. Hầu hết chúng ta đều cảm thấy biết ơn khi chồng cố gắng làm điều gì đó cho vợ hay gia đình, nhưng lại không thực sự nói lời cảm ơn. Trích theo nhà tâm lý Fielderhan nói, trong cuộc khảo sát của mình, ông thấy điều này thực sự quan trọng với gần như tất cả đàn ông. Có 72% nam giới được hỏi nói họ cực kỳ hạnh phúc khi vợ hay người yêu thể hiện sự trân trọng, sự chăm chỉ, cố gắng của họ. Thực tế, câu em cảm ơn anh với các đấng mày râu tương đương nghĩa với cụm từ em yêu anh. Năm điều rất xấu trên thế gian mà đang có nhiều người mắc phải khiến cho phúc báo mất hết. Kính thưa quý vị, dưới đây là những điều rất xấu trên thế gian mà đang có nhiều người mắc phải. Điều xấu thứ nhất, hại người lợi mình. Người hại người khác để làm lợi cho mình thì đó là một người xấu. Người này sẽ không gặp được may mắn. Điều xấu thứ hai, khinh già trọng trẻ là gia đình xấu. Người già bỏ mặc không chăm, không quan tâm, không phụng dưỡng mà đem tất cả tình yêu thương đặt lên trẻ nhỏ. Gia đình nào như vậy thì sẽ không gặp may mắn rồi. Điều xấu thứ ba, thích nổi danh nhưng bất tài là đất nước suy. Người thích nổi danh sẽ thích những kẻ xu nịnh và bài xích những người hiền đức. Đây là cái họa của quốc gia. Điều xấu thứ tư, già không dạy bảo, trẻ thời không học. Đó cũng là tập tục xấu ở đời. Người già không muốn dạy bảo người trẻ, người trẻ tuổi thì mang tâm ngạo mạn, không muốn học hỏi kinh nghiệm. Đây là thói quen không tốt. Điều xấu thứ năm, thánh nhân không quản, người xấu tự ý làm loạn. Đây cũng là điều xấu đối với thiên hạ. Bậc thánh hiền là những người có trí tuệ và đức hạnh, họ đều đi ẩn cư hết. Cổ nhân xưa có câu, người có phúc sẽ ở đất lành, đất lành ở nơi người phúc đức. Ý nói người sống có đức thì dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa vẫn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận. Người xưa thường đề cao phong thủy, cho rằng may mắn giàu sang hay không là do phong thủy, nhưng kỳ thực phong thủy cũng là một phần. Muốn phúc lành thì đừng nhìn vào phong thủy, mà trước tiên nên nhìn vào đức hạnh của con người.